chào mừng các bạn đã quay trở lại với chế độ của mình và mình là tiểu sư phụ tiếp tục với cái app ubx trên của cái sàn UBXChain trên nhé các bạn ở đây thì mình sẽ rút tiền lần thứ ba và đây là một, có thể nói là một cái app rất là chất lượng và mình đã rút tiền liên tục nha các bạn ok à, hoàn toàn free khi các bạn đăng ký và cai xe thành công các bạn sẽ nhận được 100 cái tốc độ đào và các bạn sẽ nhận được các cái đồng coi miễn phí hàng ngày ok và hàng ngày chúng ta vào clam Ok đây thì mình một số bạn rất là nhiều bạn hỏi mình là khi mà họ nhận được rất là nhiều các đồng coin vậy thì làm thế nào để có thể uh, uh, chuyển đổi thành một cái đồng và chúng ta rút nhá. Ở đây thì mình khuyến cáo các bạn là các bạn chuyển về đồng coi cho mình bởi vì cái phí rút của đồng Litecoin ấy nó rất là thấp, phí rút của nó chỉ rơi vào tầm 0.04 USD giá cực kỳ thấp luôn đấy thế chúng ta có thể thoải mái rút đồng coi này về. Ok, vậy thì làm thế nào để có thể chuyển đổi được tất cả những cái đồng token sang cái đồng Litecoin này để chúng ta có thể rút thì các bạn uh, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé các bạn vào phần trade này cho mình này Ok, tất cả các cặp giao dịch ở đây thì đều có cái cặp giao, tất cả các đồng coin đều uh, ở đây thì đều có cặp giao dịch của với cái đồng uh, stable stablecoin là AUSD. Thế nên các bạn chuyển tất cả các đồng coin về AUSD cho mình. Đấy, sau đấy các bạn sử dụng cái đồng AUSD này Các bạn mua cái đồng Litecoin Đấy, đơn giản như vậy thôi Ví dụ như đây, mình uh, ví dụ nhá Đây, có cái đồng như là EOS này Đấy, mình sẽ vào phần trade này Mình sẽ tìm cặp giao dịch là EOS Đấy, các bạn có thể thấy EOS và AUSD Các bạn vào cái cặp giao dịch này cho mình sau đây các bạn nhấn vào phần sale tức là bán AOS bán EOS sang cái đồng AUSD nhá. Bạn ấn vào sale. Đấy các bạn chọn cái lệnh mua thấp nhất để chúng ta có thể khớp lệnh nhanh nhất. Các bạn chọn lệnh lệnh mua thấp nhất ở đây. Đấy. Sau đấy các bạn nhấn vào phần 100% tức là bán toàn bộ số lượng EOS chúng ta có và chúng ta sẽ nhận được AUSD các bạn bán này đấy nó sẽ sắc xít lạnh rất là nhanh và cái min tray của cái thằng này cũng cũng rất là nhỏ thôi thế nên các bạn thoải mái có thể quy đổi được sang đồng litecoin nhá đấy các bạn sau đây các bạn trở về cái uh, tiếp tục ấn vào phần uh, cặp giao dịch thì các bạn tìm đến đồng litecoin cho mình đấy các bạn sẽ tìm được litecoin và aud các bạn ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần mua tức là sử dụng cái đồng aud đấy để mua litecoin đấy các bạn chọn cái lệnh bán đắt nhất để chúng ta khớp lạnh nhanh nhất chúng ta không phải chờ đợi đấy sẽ các bạn mua toàn bộ cái số lượng mà chúng ta có đấy đấy ok nó sắp xít lạnh rất là nhanh ok sau các bạn về kiểm tra số dư còn là phân ok các bạn có thể thấy là mình đã chuyển đổi tất cả những cái đồng ở đây thì chỉ là những con số lẻ nhỏ thôi và cái số này nó không thể giao dịch được nữa nha đây mình sẽ đã chuyển đổi tất cả những cái đồng coi và mình có sang cái đồng đó chính là đồng Litecoin đấy các bạn có thể thấy ra mình đang có 0.123 Litecoin quả wow, con số này đẹp phết đấy 0.12345 ok cái này thì mình sẽ rút toàn bộ luôn mình sẽ vấn vào withdraw và rút toàn bộ cái số lượng Litecoin mà mình có Trước hết thì mình sẽ chọn cái ví Ở đây thì mình đã chọn ví rồi Mình đã uh, add ví vào rồi Bạn nào mà chưa có thì các bạn phải add vào đây nhé Bạn ấn vào phần add withdraw address Ok mình sẽ chọn cái ví của mình Sau đây mình sẽ ấn vào ôn Đấy các bạn có thể thấy này Phí rút của nó chỉ là 0.001 Litecoin thôi Phí rút rất là thấp nha các bạn Đấy sau đấy thì các bạn nhập mật khẩu này và cái bước cuối cùng chúng ta nhấn withdraw. Hình như là sai mật khẩu. Ok, chúng ta nhấn withdraw. Sắp xít rồi. Ok, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Đấy, Litecoin nó sẽ về trong vòng khoảng tầm 10 phút nha các bạn. Đấy, tốc độ rút cũng như là à, cái mức độ uy tín của cái sàn này thì gọi là mình đã review cho các bạn rất là nhiều lần rồi Đấy, Đấy, đây là một cái app cực kỳ uy tín và cực kỳ chất lượng nha. Bạn nào mà chưa đăng ký và chưa biết về cái app này thì các bạn xem lại ở những cái video phía dưới của mô tả video. Mình đã hướng dẫn rất là cụ thể và rất là chi tiết về cái app này để giúp cho bạn có thể kiếm tiền free. Kiếm được những đồng coin free miễn phí hoàn toàn 100%. Thực sự là chất lượng đến từ channel của mình. Cảm ơn các bạn nhé Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều tiền. Hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn cập nhật những cái dự án kiếm tiền mới nhất, hot nhất và uy tín nhất đến từ channel của tuyển sư phụ. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.